Yeah. Hey. Yeah. Vilita utau la nyalina, ye ku nongka ka ta kai lu mo pu ku po cheng nya. Yeah, vi ku tu lu ka ta lu sia, ka ta kai la ku cheng nya, cheng ka ro ka te ku lu ka te, ka ta da the ka ta kia mu dai bao cha la lai chi lu, sa te kon the tau tu che, ta si ka cheng da la dau ku, vilita ku tu chai te ko yo da, ka tu cha wa ku lu nang chau, ka cheng sa ka ku lu nang ta. Yeah, thằng bảo cha lo chi sẵn đó, game bảo cha lo chi sát so. Vì có sao lu cù lu đa lu tiền lo, có lu xe yên chính đó. Đại cù lu xe, có chế cù xe mong bảo nọ. Do có mù đua thó đó lo, ê cù thó có. Hey, cù hai tia cù thó có. Thó hai tê lu đa đâu cù ô đâu cù xe mò. Do có xa mù, chế có mù tàu. Chế cù nhỏ cù y lên, ê cù thê linh mù tàu. Vì có chi sẵn, tia cù mò xe thịa. Giờ cú chỉ rong lì tu có sàn thiê Thó đá cú mò Giờ cú thó có Giờ có chỉ lúc cú tía Thó có mua cú chờ Thó đá cú mò 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 Giờ cú chỉ rong lì tu có sàn thiê Thó đá cú mò Giờ tê cú chi ở tù rong Dọn trong tê cú mua xe thiên Gió đá cú mờ Giờ tê cú chi rong đâu Là vô mô tê tù rong đâu có Gió đá cú mờ Hey Gió đá cú mờ Hey Gió đá cú mờ Nhỏ có mù lờ yên rong cơn Vì có ua đâu cú lưu xe Nhỏ chỉ tù thế có chỉ thơ Thơ cú cho kê rong xe Thơ cú cho kê và mình Có chỗ xa ua đâu cú mò Chỗ lý có yêu chú yêu tù yên Nhỏ có xa yêu tù yên Kê cú mà ua tù sư Cú yên bao có lưu xe phê Chỗ lý có chỉ mua xiên dư Có chỉnh sơ cho đà Thế có chỉnh sơ đà lũ Có chỉnh sơ đà lỡ Thế có chỉnh sơ đà cú Có chỉ xa thế cú mua xe thiê Giờ cú chỉ rong lì tu có sàn thiê Gió đá cú mò Chế cú thó có Giờ có chỉ lúc cú tía Thó có mua cú chờ Gió đá cú mò 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 Giờ cú chỉ rong lì tu có sàn thiê Gió đá cú mò Yo, what's up everybody? How y'all doing? Just checking in with you guys. I just wanted to let you guys know that I have a music video coming soon. Dance Floor. I know I've talked about the music video before. The music video will be coming out sometime this month. So be on the lookout for that. And I will be holding a contest soon. Contest winners will get a really, really fabulous prize. As you guys know that I'm coming out with a new album also featuring a lot of dope artists. Other than that, my HMF experience was great. If you haven't checked that out yet, click on the link below right here. I'm gonna have it down in the description. And I hope you guys enjoyed the funk song that I just posted. I know that it sounds kind of weird, but I'm getting used to it. So for all the people asking, yes, I do have a tattoo. I have two actually. One on my wrist and one on my arm. Yeah, I'm going to have it down in the description. And I hope you guys enjoyed the funk song that I just posted. I know that it sounds kind of weird, but I'm getting used to it. So for all the people asking, yes, I do have a tattoo. I have two actually. One on my wrist and one on my arm.